Chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với nội dung của môn học. Hôm nay, cô dẫn các bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của phần đất nước Ấn Độ cho em cảm thấy ấn tượng điều gì? Bạn hãy quan sát ở trên màn hình. Trên màn hình các bạn chúng ta sẽ có tôn giáo nổi tiếng của Ấn Độ, đúng không nào? Còn gì nữa? Đây, chúng ta sẽ có bộ sử thi Mahabharata và Ramayana, đúng là chúng ta sẽ có đây sử thi Mahabharata. Nào, để cô xem nhé. Sử thi này theo truyền thống kể về nhà Hiền Triết, người cũng là một nhân vật chính trong sử thi, đúng là ông mô tả cái gì này à? Ôi, cái này thì khó đọc lắm, cái đọc cái này thì các bạn cũng không thể hiểu được nội dung. Thôi giờ để cô tìm cái bài này, nội dung và nghệ thuật của bộ sử thi Mahabharata xem nào. Tìm được một bài để đọc cho các bạn, để cho các bạn tìm hiểu mà cũng khó quá cơ. Đây. Nguồn gốc Mahabharata là một trong hai cuốn sử thi tiếng Phạn và Sanskrit Ấn Độ cổ. Cái tên Mahabharata có thể được dịch thành vĩ đại, mang nghĩa là Ấn Độ vĩ đại, hay còn được hiểu là câu chuyện vĩ đại về triều vua Bharata. Với độ dài đáng kinh ngạc, những nghiên cứu ngữ văn về cuốn sử thi có một lịch sử dài, làm sáng tỏ những đầu mối về sự phát triển và những lớp ngữ nghĩa. Tuy còn nhiều tranh cãi, cuốn sử thi được đoán ra đời chừng thế kỷ thứ 8, thứ 9. Nhưng đa phần các nhà nghiên cứu cho rằng Mahabharata ra đời khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên và được sửa chữa và hoàn thiện dần. Theo truyền thuyết, Mahabharata được coi là tác phẩm của Krishna, cũng là một trong những ông tổ của các nhân vật sử thi. Vairata đã thức dậy lúc bình minh suốt 3 lần, đã hoàn thành tác phẩm tuyệt diệu này. Rồi còn gì nữa nhỉ? Đây, đây là chữ viết, đây là tiếng Phạn nhé. Ta thì vào tiếng Phạn. Tiếng Phạn. Tiếng Phạn đây. Tiếng Phạn với Phật giáo Việt Nam. Mặc dù trong quá khứ cũng như hiện đại. Mặc dù trong quá khứ cũng như hiện đại, đại đa số giới Phật tử Việt Nam hầu như chỉ biết đến Phật Pháp qua kinh sách chữ Hán. Nhưng thật ra có thể nói rằng Phật Pháp được truyền đến nước ta bằng tiếng Phạn trước cả tiếng Trung Quốc. Đó, thật vậy. Vấn đề về người Việt Nam chúng ta tiếp cận với tiếng Phật Pháp qua tiếng Phạn khá sớm có thể được chỉ ra trong các tình huống sau đây. Thứ nhất đó là nhà sư Phật Quang. Nhà sư Phật Quang, theo sử liệu thì Phật giáo được truyền vào nước ta đầu tiên dưới thời Hùng Vương bởi nhà sư Ấn Độ tên Phật Quang. Ngài truyền Phật Pháp cho chữ đồng tử tại núi Quỳnh Viên ở Cửa Suốt thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Nhà sư này chắc chắn là người Ấn Độ và Phật Pháp ngoài truyền tất nhiên qua tiếng Phạn cũng là tất nhiên vào thời kỳ
chữ đồng tự chưa hề có sách Phật và xá bằng chữ Hán ở nước ta. Nhà sư Khâu Đà La được biết rõ là người nước Tây Thiên Trúc. Vào khoảng năm 1189 đã đến truyền Phật Pháp cho hai cha con Tu Định và Man Nương và lập nên hệ thống tứ pháp Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Nôi, Phật Pháp Điện tại chùa Pháp Vân còn lưu lại cho đến ngày nay. Tiếp đến ba nhà sư Khương Tăng Hội. Khương Tăng Hội trong thế kỷ thứ 3. Sư Tăng Hội gì nhỉ? Nhà sư Đạo Thanh, người Việt là đệ tử của ngài Khâu Đa La và tất nhiên phải giỏi chữ Phạn vì đã bút thọ kinh pháp Tam Hoa Muội do nhà sư Ấn Độ. Còn gì nữa không? Thật ra là mình chả hiểu mình đã đọc cái gì luôn. Đúng nào? Ôi, rồi, nội dung ta dừng ở đây nhé. Chào các bạn.